Theo đó, vụ án được đưa ra xét xử lưu động và truyền hình trực tuyến đến 13 điểm cầu tại các xã thị trấn của huyện Tiên Yên để phục vụ công tác tuyên truyền. Trước đó, Doanh và một người khác đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang phòng dịch. Đến chốt kiểm soát y tế thôn Đông Ngũ Kinh, được yêu cầu đo thân nhiệt, khai báo y tế và đeo khẩu trang phòng dịch. Doanh đã có lời lẽ lăng mạ, dùng mũ cối đánh các thành viên chốt kiểm dịch. Tòa án Nhân dân huyện Tiên Yên đã tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh Doanh 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.